OK, bữa nay cái phật mới là mai qua đây cái chỗ sinh sinh là chỗ người già khác sĩ chắc là giới thiệu tôi phải kể cái đưa cho Tom với anh Karen thấy cái này là yep. Ở đó là gần cái Woodbridge đây chỗ đi ăn kaveh với thằng Larry hồi xưa mấy thằng Larry phải đi qua đây lần đây Larry ở gần á kaveh cũng phải lo cho người già luôn là yes người bệnh luôn á so tôi sẽ kể đó, đưa cho Stephanie Molina thấy là người đó giao cho đưa cho Tom với thằng Karen luôn là tại tôi hồi nãy mới có khách sĩ chắc là giới thiệu là yes. Alright, yeah. Okay, okay, yeah, alright. Okay, okay, yep. Bây giờ là... Quán luôn ấy. Alright, bây giờ đưa cho... Cassie, tôi phải đưa giao giao cho Derek Vergara thấy cái này lận á. Yes, okay, bây giờ... Yep, especially bây giờ Derek Vergara, ý Steve Ricker là ông già, giống ông già lận Brian thì trước cũng ông già luôn lận á. Yes, alright. Bye bye nha. Yeah.